Hôm nay là mình thực hành tới phần tạo view trong cái cơ sở dữ liệu quản lý giờ dạy. Thì yêu cầu của câu 1 như thế này là tạo view 1, tức là mình đặt tên là view 1 hiển thị thông tin chi tiết giáo viên gồm mã giáo viên, họ tên giáo viên, tên trường, tên học hàm và điện thoại. Và sau khi ta tạo view thì kết quả của ta sẽ trả lại như thế này. Thì cái cơ sở dữ liệu của chúng ta là quản lý giờ dạy như thế này ha. Như vậy á là chúng ta để ý nè, chúng ta đầu tiên là chúng ta có mã giáo viên, họ tên giáo viên thì nó nằm ở đâu, thuộc bảng nào? Có phải là bảng tên giáo viên không? Rồi tiếp tục là tên trường, tên học hàm, điện thoại nằm ở bảng nào? Cái điện thoại này thuộc giáo viên luôn. Rồi tên trường nằm bảng trường và học hàm. Như vậy có phải nó liên quan tới bảng là tên giáo viên, tên trường và tên học hàm không các em? Như vậy tạo view thì cũng tương tự. Mình nhấp vô đây mình thấy là có phần là query không? Query nè. Rồi thì mình cũng tạo giống như hôm qua. Thì mình nhấp vô query nè, rồi sau đó mình là tạo ra cái gì? Tạo query. Thì query thì có design và wizard, thầy sẽ hướng dẫn hai cái cho các em luôn. Cái thứ nhất là thầy tạo bằng design này. Nha, design view. Thì design view thì mình sẽ add ra là cái gì? Hồi nãy mình đã phân tích rồi là giáo viên nè, bảng gì, học hàm nè và bảng trường. Thì dữ liệu mình cần lấy ra cái nào thì mình check cái đó cho thầy. Nhất là mình lấy ra là gì, mẫu giáo viên nè, mình nhấp hai cái vô cũng được. Rồi họ tên giáo viên nè, rồi tiếp tục là gì các em, tên trường, tên học hàm và điện thoại. Thì mình nhấp ra tên trường nè, tên học hàm nè, điện thoại. Thì sau đó chúng ta sẽ lưu lại là mình đặt nó là view gì các em? View 1. Rồi sau khi ta tạo ta lưu xong á thì mình chạy dữ liệu lên, nó thấy chưa ra nào. Rồi kết quả của mình là chi vấn nha nè, mã giáo viên, họ tên, tên trường, học hàm và điện thoại. Thì cái cách này là cách tạo view ha các em. Tạo view thì khi chúng ta đi lập trình là chúng ta phải chia vấn dữ liệu ra, mà dữ liệu nó rời rạc từng bảng, nó có đủ thông tin không? Nó không có đủ thông tin mà nó có mối quan hệ với nhau. Sau khi ta tạo là cái cơ sở ra dữ liệu quan hệ đó thì mình mới chia vấn nó ra, lấy nó ra. Chúng ta lưu nó lại ha. Thì chúng ta có thể tạo một cái view bằng là gì các em? Visa. Thì cái view này nó sẽ phù hợp cho việc tính toán, tính toán của chúng ta. Mình chỉ tạo cái symbol đi, symbol đó đi. Thì bắt đầu nó sẽ cho mình add gì? Đầu tiên là mình add bảng gì? Ví dụ như là bảng giáo viên. Thì mình lấy là gì các em? Mã giáo viên, họ tên giáo viên và số điện thoại, đúng không? Tiếp tục là mình lấy bảng, bảng gì các em? Trường thì mình lấy là tên, tên trường. Rồi bảng học hàm thì mình lấy là tên gì các em? Tên học hàm. Thì mình có thể sắp xếp nó lại. Mình sắp xếp nó lại. Cái điện thoại là cái cuối cùng, đúng không? Thì mình lo nó nằm tốt dưới. Rồi mình nét qua. Rồi bắt đầu mình đặt tên query của mình là Query 1. View mình lại là 1 đi ha. Tại vì nãy mình đã đặt tên 1 rồi. 1 hoặc là view visa gì đó. Phoenix. Mình thấy ra thông tin chưa? Mình thấy không? Có ra thông tin chưa? Thì cái đó là chi vấn của mình là visa.
Thì để mà hiệu chỉnh đó thì mình nhấp chuột phải, mình chọn giống hôm qua là gọi gì, design vậy, design view. Nếu mà nó khác tên hè tên đó, thì nó khác vị trí thì mình kéo lại, kéo qua kéo lại vậy đó, chuột xuống kéo qua ha. Rồi thì chúng ta có thể xem cái chiêu ấn của nó, xem cái chiêu ấn đó của nó. Mình đầu view SQL này, thì cái câu lệnh này là cái câu lệnh chiêu ấn SQL, được chưa? Tức là mình viết code cho nó đó, viết code cho nó. Thì trên cái công cụ á, thì nó sẽ tự động nó tạo code, mình không cần viết code. Nhưng mà trong quá trình lập trình á thì mình phải viết code. Thì nếu mình không biết viết code á, thì mình phải tạo view sẵn, mình copy code nó qua, mình nhìn cái code đó đó, mình học theo cũng là một cách. Tại vì có những cái quản lý rất là phức tạp, mình viết nhiều khi nó sai sót, mình chạy trên cái môi trường của quản trị cái cơ sở liệu nó sẽ ok. Thì đây là cái cách hướng dẫn tạo view câu 1 cho các em tạo view đơn giản, và chúng ta hoàn thành bài tập này ha.